Lời Phật dạy về 6 nghề ác mà người cư sĩ không nên làm. Đức Phật biết rõ nhân quả thiện ác, nên Ngài muốn cho đệ tử của mình thoát ra khỏi cảnh khổ đau. Ngài thường ngăn cấm không cho người cư sĩ hành các nghề nghiệp ác. Dù nghề nghiệp ấy kiếm tiền rất dễ, nhưng nó không phải là hạnh phúc chân chính. Trong kinh A Hàm và Nikaya, Đức Phật khuyên người cư sĩ không nên hành 6 nghề ác, vì 6 nghề này không hợp với tâm từ bi của đạo Phật, gây khổ đau cho nhiều chúng sinh khi bỏ báo thân này bị đọa vào 3 ác đạo. Cần tránh 6 nghề ác. Cụ thể: 1. Không làm nghề săn bắn. 2. Không làm nghề chài lưới. 3. Không làm nghề buôn bán thịt sống. 4. Không làm nghề buôn bán thịt chín. 5. Không làm nghề sản xuất và buôn bán rượu bia, các sản phẩm và dịch vụ gây nghiện. 6. Không làm nghề buôn bán người. 4 trường hợp ác. 4 ác đó là tham dục, sân hận, sợ hãi, ngu si. Chúng ta cần hiểu cho đúng về 4 ác này. Về tham dục, cần phân biệt có 2 loại. Loại tham dục phục vụ tham vọng bản thân như là tài, danh, thực, sắc, thùy, làm cho tâm trí mù quáng, mê muội, làm điều không tốt thì cần phải loại bỏ. Nếu tham dục phục vụ cho chánh kiến, chánh tư duy, cho sự học hành, tinh thông trí tuệ, sự phồn thịnh xã hội, bình an, hạnh phúc thì cần phải thực hiện và phát huy. 4 nghiệp kết mà Phật dạy đó là sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ. Đây là 4 điều xấu ác mà bất cứ ai cũng nên tránh, vì đây là những hành động gây cho xã hội những bất an thường nhật. Rõ thấy, những điều mà Phật dạy chẳng có gì khác ngoài những chuyện thực thường ngày ở thế gian. 6 nghiệp hao tổn tài sản cần tránh. 1. Đam mê rượu chè. 2. Cờ bạc. 3. Phóng đảng. 4. Đam mê kỹ nhạc. 5. Kết bạn với người ác. 6. Biến lười. Phật bảo thiện sinh: Này thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả biết rõ 4 kết hành không làm ác theo 4 trường hợp, lại biết 6 nghiệp tổn tài ấy là: Này thiện sinh, tránh được 4 trường hợp, cúng dường 6 phương thì đời này tốt đẹp, đời sau tốt đẹp, đời này căn cơ và đời sau căn cơ. Trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả báo bậc nhất, sau khi mất được sanh lên trời cõi thiện. Như vậy, Phật dạy người nào tránh được 4 nghiệp kết, 4 việc ác, 6 nghiệp hao tổn tài sản thì không những đời này đẹp mà cả đời sau cũng được hưởng những thành quả tốt đẹp. Đời này có duyên lành và đời sau cũng có duyên lành. Trong hiện tại được người người ngợi khen, xã hội ngợi khen, gia đình ngợi khen, và trên hết phương ấy được an ổn, xã hội ấy được tốt đẹp, không lo sợ. Người nào không làm ác do tham hận sợ si thì danh dự càng thêm như trăng hướng về rằm.